Nô, xin chào toàn quý nhá. Shop công nghệ Ngân Hàng 4.0 hotline 0886 99345. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang hình trước đuôi đèn ốp tường bạn nhé. Đó, đuôi đèn ốp tường màu trắng này thì hầu như là gia đình nhà nào cũng dùng cái đuôi đèn ốp tường như này bạn nhé. Đó, ở nông thôn dùng rất là nhiều và ở trên Hà Nội cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh cũng dùng rất là nhiều bạn nhé. Đó, thì đơn vị nhà mình là cũng mới phát minh ra, cũng mới độ chế ra được cái mẫu đuôi đèn camera này. Đó, và mẫu đuôi đèn này thì bạn vẫn có thể để cấp nguồn cho bóng đèn để chiếu sáng được như bình thường bạn nhé. Đó, và mắt camera được đơn vị nhà mình là độ vào đây bạn nhé, rất là kín đáo luôn. Đó, và cái mẫu đuôi đèn này thì bạn sẽ sử dụng 24x24 luôn, quay lén 24x24 bạn nhé, rất là tiện. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang đuôi đèn ốp tường này, cũng có nhu cầu cần độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng trong gia đình của bạn, ví dụ như là ổ điện này, quạt này, điều khiển này, nói chung là bất kỳ một vị trí nào ở trên đồ vật trong gia đình của các bạn cần độ chế để quay lén theo dõi thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn đây, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Tui Đăng Pháp để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tui Đăng Pháp thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi các bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi các bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang đuôi đèn này thì cũng tương tự như những dòng camera V99, V100, S199 và S200 các bạn nhé. Để sử dụng cái ứng dụng là lock cam. Đó, thì sau đây mình sẽ test cho mọi người cái chất lượng chiếu sáng của chiếc đuôi đèn này và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối với điện thoại nhé. Đó, đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc bóng đèn 20W bạn nhé, đây cũng là một chiếc bóng đèn camera luôn. Đó, đây mình sẽ xoáy vào mình test cho mọi người cái chất lượng để chiếu ánh sáng bạn nhé. Đó, mình sẽ cấp nguồn vào. Mình sẽ cấp nguồn các bạn xem. Đó, vậy các bạn vẫn có thể để chiếu sáng được như bình thường bạn nhé. Đó, các bạn gắn lên trên tường thì các bạn tắt sáng thôi. Đó, nó như một chiếc đuôi đèn bình thường luôn các bạn nhé. Đó, mình sẽ rút điện ra. Đó, mình sẽ tháo bóng ra này. À, mình sẽ cắm nguồn điện vào nhé. Đó, khi bạn cắm nguồn điện như này thì camera nó đang khởi động lên rồi các bạn nhé. Tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera ngụy trang đuôi đèn này thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng Lock Cam nhé. Bạn nào dùng iPhone thì các bạn sẽ vào cửa App Store tải đây. Bạn nào dùng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cửa là Apple Play. Đó, các bạn có vào ô tìm kiếm và đây cho mình ứng dụng là Lock Cam. Các bạn tải cho mình ứng dụng là Lock Cam có biểu tượng màu xanh như này. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng này về điện thoại rồi. Sau đó bước tiếp theo thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhé. Sau đó bước tiếp theo thì các bạn sẽ vào một cài đặt của điện thoại này. Sau đó các bạn sẽ chọn vào mục là Wi-Fi. Thì camera ngụy trang đuôi đèn này sẽ phát cho bạn một cái mã Wi-Fi có chữ G về đằng trước và một dãy số là không mật khẩu. Thì các bạn sẽ kết nối vào. Đó, khi bạn đã kết nối xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhé. Và sau đó các bạn sẽ vào trong ứng dụng là Lock Cam các bạn vừa tải về. Đó, các bạn chọn một cancel nhé. Đó, khi bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là đi vào online. Các bạn xem thì các bạn sẽ kích vào chữ online này. Sau đó các bạn sẽ chọn vào mục là cancel tiếp theo nhé. Để xem này. Đó, đây mình đang quay ở trong phòng của mình bạn nhé. Đó. Đó. Mắt camera nó nói chung là góc quay rất là bao quát luôn. Đó, khi các bạn ốp lên tường nhé. Đó, bạn ốp lên tường sẽ chiếu sáng xuống như này. Đó, thì nó sẽ bao quát rất là rộng. Đó, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn sẽ chọn vào cái loa này. Alo alo. Alo alo. Đó, sẽ là nghe thu âm xung quanh khoảng 8 đến 10 mét bạn nhé. Tiếp theo thì bạn nào muốn chụp ảnh thì các bạn sẽ chọn vào máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó, đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn vào bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu video 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé. Muốn lưu lại video thì các bạn sẽ bấm lần nữa là sẽ tự động lưu lại video vào trong ứng dụng là Lock Cam. Tiếp theo thì hình tam giác này sẽ là giúp bạn có thể là đảo chiều nhảy này, sang trái sang phải này, đảo chiều lên trên xuống dưới các bạn nhé.
Khi camera bạn quay một cái góc nó bị ngược chiều hình ảnh thì bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay nó đã đúng chiều như này rồi thì bạn sẽ không cần dùng tới bạn nhé. Tiếp theo thì chế độ mặt trời này sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh nhé. Đó, bạn có thể cho chế độ ánh sáng cao lên này, đó, cũng như bạn có thể giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi bạn nhé. Là mình sẽ để chế độ ở giữa được cân bằng. Đó, tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu này sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Đó, các bạn có thể cho màu hình ảnh nó đậm lên này, cũng như bạn có thể giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, nói chung là mỗi người mỗi mắt thôi, mình sẽ để chế độ ở giữa được cân bằng. Đó, tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trăng này, sẽ là chế độ có ban đêm này. Khi bạn kích hoạt cái chế độ quay ban đêm này lên thì hình ảnh sẽ trở về đen trắng và phạm vi khi mà các bạn quay ban đêm nhé là khoảng 10 mét ban đêm, được rất là xa các bạn nhé. Đó, để các bạn một tắt chế độ ban đêm đi thì các bạn sẽ kích một lần nữa là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của hình ảnh ở đây. Thì độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Đây. Đó, khi bạn chọn độ phân giải của hình ảnh lên thành 4K thì hình ảnh rất là nét luôn bạn nhé. Đó, đó, cam di chuyển đến đâu là hình ảnh sẽ từ đó bạn nhé, nó sẽ không bị chậm cũng như là không bị giật gì hết. Đó, đó thì vừa rồi mình đã kết nối với cả wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang chiếc đuôi đèn ốp tường. Thì tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặc trưng ở trong cái ứng dụng là lắp cam và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cài đặt này, các bạn chọn vào mục setting. Đó, thì mục password đây sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của camera nhé. Thì mật khẩu mặc định của camera thì bạn sẽ nhập vào đây là 123456, đó là mật khẩu mặc định bạn nhé. Tiếp theo lưu password là các bạn sẽ nhập mật khẩu mới vào. Đó, confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới, rồi bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của camera nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này, sẽ là giúp bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video và trong thẻ nhớ. Thì các bạn sẽ kích hoạt cái mục là auto record lên nhé, là ghi hình 24/24. Là bây giờ khi mà cái đuôi đèn này các bạn chỉ cần cấp nguồn thôi, cấp nguồn cho cái đuôi đèn này để hoạt động thôi, là cái đuôi đèn camera này nó sẽ tự động lưu lại video và trong cái thẻ nhớ bên trong được bạn nhé. Đó, còn mục tiếp theo là mục alarm record này. Alarm record này là ghi hình khi có chuyển động bạn nhé. Là khi nào có chuyển động di chuyển qua mắt camera thì mắt camera nó mới lưu lại thôi, còn khi mà bình thường nó sẽ không lưu bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mục video duration, là bạn sẽ chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Đó, ví dụ các bạn chọn là 5 phút thì cam sẽ lưu video là 5 phút một file, và các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Tiếp theo sẽ là mục total này. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của camera. Đó, free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ có bao nhiêu xem bên dưới này. Format sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì các bạn sẽ chọn một Cancel. Tiếp theo sẽ là mục Wi-Fi setting này. Trong mục Wi-Fi setting này thì cái camera ngụy trang đuôi đèn ốp tường này nó sẽ tìm ra những Wi-Fi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc cam này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những Wi-Fi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu Wi-Fi mà các bạn nơi bạn gắn chiếc đuôi đèn này, bạn sẽ nhập mật khẩu wifi vào, rồi các bạn chọn OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G thôi nó có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết bạn nhé. Vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình chiếc đuôi đèn ốp tường. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang đuôi đèn này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886 992345, các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí đúng không ạ nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.